Chào các con học sinh lớp 4. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ tập làm văn. Sau đây, cô đọc cho các con nghe bài văn viết thư gửi một bạn ở trường khác để hỏi thăm và kể cho bạn nghe tình hình lớp và trường em hiện nay. Mời các con tham khảo nhé! Tập làm văn, đề bài viết thư gửi một bạn ở trường khác để hỏi thăm và kể cho bạn nghe tình hình lớp và trường em hiện nay. Bài làm, Thái Nguyên, ngày 22 tháng 9 năm 2021. Minh thân mến, vậy là chúng mình đã xa nhau hơn một học kỳ rồi đấy, kể từ ngày bạn theo gia đình về Hà Nội. Mình nhớ bạn quá. Hôm nay học xong bài sớm, mình viết thư thăm hỏi sức khỏe bạn và gia đình. Đầu thư cho mình gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến gia đình bạn. Chúc Minh có một năm học mới thật thành công nhé. Minh ơi, bạn có khỏe không? Trường mới của bạn có đẹp không? Các bạn trong lớp đoàn kết và vui vẻ như lớp mình hồi năm ngoái chứ? Bạn vẫn là cây toán của lớp à? Mình đoán cậu vẫn học tốt. Thế nào năm nay cậu cũng được bố thưởng cho chiếc xe đạp để đi học. Gia đình bạn vẫn đầm ấm và hạnh phúc chứ? Bé My vào lớp 1 rồi phải không? Minh à, từ ngày cậu chuyển đi, trường mình có nhiều thay đổi lắm. Năm học này, chúng mình có thêm một dãy nhà 3 tầng nữa. Phòng học mới, phòng thư viện, phòng tin học, phòng nghệ thuật, hiện đại, thoáng mát và rộng rãi vô cùng. Các dãy phòng học cũ cũng được sơn lại màu vàng tươi như khoác lên mình bộ áo mới. Còn lớp mình năm nay là lớp 4A, với 37 thành viên đã gắn bó với nhau 3 năm rồi mà sau kỳ nghỉ hè gặp lại, ai cũng thấy có gì là lạ. Bạn nào trông cũng lớn hơn, chững chạc hơn. Phong trào học tập của lớp vẫn như hồi nào Minh ở đây, chăm ngoan, sôi nổi, kỷ luật, nhất là tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, đấy Minh ạ. Nhờ vậy, trong học kỳ 2 vừa qua, lớp mình được cô hiệu trưởng khen làm gương cho chi đội khác. Tổ 2 của chúng mình không còn bạn nào yếu nữa. Điều đáng mừng hơn là cả 7 bạn trong tổ đều đã được kết nạp vào đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Riêng mình, năm học vừa qua, cũng đạt được điểm khá cao về tất cả các môn và mình đạt giải nhất cấp trường trong cuộc thi viết chữ đẹp đấy. Thôi, cho mình tạm dừng ở đây. Mình hứa sẽ tâm sự nhiều hơn với bạn ở lá thư sau nhé. Chúc Minh và những người bạn mới của Minh luôn khỏe mạnh, học giỏi. Nhớ hôn hộ mình bé My nhiều. Bạn thân, Linh, Hà Khánh Linh. Bài văn viết thư cho một bạn ở trường khác để hỏi thăm và kể cho bạn nghe về tình hình lớp và trường em hiện nay. Đến đây là hết rồi. Nếu thấy hay, các con bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy Con Học Tiểu Học nhé. Cô chào các con.